Mày đang trừ hai vợ chồng Đang cho ở đấy. không cho ở đấy á? Vâng. Thế bây giờ mẹ còn ở không hay là đi đâu rồi? Vâng. Đấy, bây giờ là sáng rồi đúng không? Còn là bây giờ Đúng. nếu mà muốn sáng mạnh nhá thì là bấm. Vâng. Còn muốn sáng 3 giờ thì bấm số 3 nhá. Muốn Vâng. sáng 5 giờ thì bấm số 5 nhá. Nhưng lúc mà Quỳnh không ở nhà này thì là mẹ có nói không? Có. Mẹ có nói à? Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của hai vợ chồng của em Quỳnh cô bác ạ. Ở video trước thì các bác cũng theo dõi và cũng biết được rằng là hai vợ chồng em tiếp tục lại nhận thêm là một cái phần quà mới. Tại hôm nọ thì cháu Lực cũng đã mua thức ăn với lại trao tiền mặt cho hai vợ chồng rồi và mua sữa. Và đến hôm nay thì cháu Lực mới nhận được cái bóng đèn năng lượng mặt trời. Thì cháu Lực tiếp tục là lên gửi tặng các em và tiếp tục là ghi hình tiếp cái phần quà của bà Vương Kim Thanh là dành tặng tới cho hai vợ chồng trẻ cô bác nhá. Ở nhiều sẽ có nhiều là quý cô bác anh chị theo dõi sau là còn chưa biết về cái hoàn cảnh của hai anh em thì cho phép cháu Lực xin được phép tóm tắt lại thêm một chút cô bác nhé. Hoàn cảnh của hai vợ chồng là lúc mà cháu Lực chưa lên chia sẻ với cô bác thì có ở với lại người mẹ đấy, nhưng mà lúc mà vợ của em ấy là đẻ đấy cô bác đấy, nhưng mà không nghe theo lời mẹ, không nghe theo lời mẹ là đẻ ở trong nhà và quyết tâm là đi vào bệnh viện để đẻ. Nhưng mà không may là chưa đi đến bệnh viện và đã đẻ ở ngoài đường, và về đến nhà thì là mẹ không cho về nhà nữa, và em mới có đi ở nhà hàng xóm được một thời gian. Một thời gian thì là hàng xóm không cho ở nữa thì em mới quyết tâm là dù mẹ có chửi như thế nào thì em mới vẫn lên trên nhà để em ở đấy, nhưng mà vẫn không được vào nhà, và em ấy xin mẹ ở một cái mái hiên nhỏ nhỏ để mà ở cô bác ạ. Thời tiết hôm nay thì rất là nắng cô bác ạ. Không biết là hai vợ chồng cái túp lều, cái chùm mái hiên của hai vợ chồng thì có nóng không cô bác. Thì bây giờ xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào và gửi cái phần quà tiếp theo của bà Vương Kim Thanh dành tặng tới cho hai vợ chồng trẻ cô bác nhé. Đấy, bóng đèn này thì là cháu Lực cũng đạt được là tầm độ là 1 tuần rồi các bác ạ. Đấy, nhưng mà đến hôm nay thì cháu Lực mới nhận được cái phần quà, nhận được cái hàng để mà gửi lên cho cháu Lực. Ở đây thì đèn năng lượng mặt trời thì cháu Lực mua ở chỗ người quen đấy các bác ạ. Thì là giá cả hôm nọ cháu Lực cũng đã nói lên rồi cô bác ạ, và cả tiền ship nữa. Thôi Quỳnh thì thấy anh ra đây à? Chào Quỳnh nhá. Anh chào anh ạ. Rồi, đây, đeo cái mic đã. Con xin chào các ông các bà. Anh thấy là vừa rồi mẹ đang ở kia nói gì nhiều đấy. Mẹ đang chửi hai vợ chồng đang cho ở đấy. không cho ở đấy á? Vâng. Thế bây giờ mẹ còn ở không hay là đi đâu rồi? Mẹ sẽ đi bệnh ngô rồi ạ. Mẹ đi bé ngô á? Này, vâng. trên này cho các anh đi một tí nữa. Tặng quà đi bẻ ngô anh. Vâng, mẹ. Vâng. Mẹ cũng đẹp lắm mà to. Ồ, đây là đi bẻ ngô à? Vâng. Thời tiết nắng như này thì đi bẻ ngô này thích hợp nhỉ? Vâng. Nhà em thì đã bẻ xong hết chưa? Bẻ xong rồi ạ. Bẻ xong rồi à? Vâng. Thế hôm nay em có đi đâu không? Có một tí cùng các anh kia đi bệnh. Đi bẻ ngô à? Vâng. À, đây đi trả công à? Vâng. À, thế bảo với các anh là đi muộn một chút nhá. Vâng, anh lên bỏ ra. Đi bảo rồi à? Vâng. Thế là vừa rồi cho quay lại cho anh hỏi thì mẹ đang vừa rồi là anh thấy là nói tiếng mông rất là nhiều, anh không biết nghe, nhưng mà về ý của mẹ nói là không cho ở đấy á? Vâng. Là chửi hai vợ chồng à? Vâng. Là chửi như thế nào em có thể nói lại một lần nữa được không? Mẹ bảo là không cho ở đấy, hai vợ chồng muốn đi đâu đi. Đi đâu thì đi á? Vâng, bảo là đi ở lắm. Nhưng mà em trả lời mẹ là như thế nào? Em bảo là vợ đưa 1 tháng đã. À, là vợ được 1 tháng đã. Vâng. Ồ, thế là vợ đang ở cứ như này mẹ không cho ở á? Vâng. Từ trước là mẹ là không cho ở rồi, cho nên là có vẻ như là hàng xóm ở dưới này là đã về đúng không? Đúng. À, hai vợ chồng này đã về rồi à? Vâng. À, hai vợ chồng về thành ra là hôm nọ em mới lên trên này để ở à? Vâng. À,
Đấy, để bây giờ thì đi, bây giờ thì em hộ anh là lấy cái đèn năng lượng này mặt trời này vào nhá. Vâng. Hôm nọ thì anh có nói với em ấy là có bà Vương Kim Thanh này, bà ấy gửi cho em cái số tiền là hôm nọ anh đưa cho em ấy, thì là anh cũng nói rồi đấy, thì anh mua cái đèn năng lượng mặt trời. Đấy, đến hôm nay thì anh mới nhận được và anh đem lên trên nhà của hai cho hai vợ chồng luôn. Vâng. Thế hai vợ chồng thì ở ở cái góc đấy thì có điện không? Không ạ. Không có điện á? Vâng. Thế ở chỗ đấy thì không dẫn được điện à? Có nhưng mà mẹ không cho lấy vào. Mẹ không cho lấy á? Vâng. Thế thường thường thì hai vợ chồng là ăn cơm là dùng bằng như nào? Dùng bởi điện của điện thoại cả. Dùng đèn điện thoại á Vâng. là ăn cơm à? Vâng. Ồ. Thế thôi bây giờ em của anh tháo ra đấy. Vâng. Của anh bỏ ra đi. Em biết cái bóng đèn năng lượng mặt trời không? Không anh. Không à, cái bóng Vâng. như của nhà sử ấy. Chưa thấy bao giờ Chưa không? chưa chưa lên của nhà sử à? Vâng. Ừ. Đây, hỏi anh bỏ ra đi. Vâng. Đèn năng lượng mặt trời này thì là cháu Lực cũng mua ở chỗ người quen của bác ạ. Cũng mua khá là nhiều lần rồi. Đi đi, hãy cầm đi. Lúc đầu thì bà có nói với cháu Lực rằng là mua loại mà là 150W của bác ạ. Đấy, nhưng mà 150W thì không có. Đấy, chỉ có loại 100W thôi. Ôi, dưới này ruộng của nhà ai đấy, không có nước à? Không, bây giờ nếu vậy không đến đây đâu. Nước về không đến đây à? Vâng. Ôi, nắng quá này, khiến ruộng của bà con là không có nước rồi của bác này. Nắng mấy hôm thôi ấy. Hôm nọ thì mưa, mưa dai ngày. Vợ vẫn đang ở đây chứ? Vâng. À. Con chó kia có buộc không đấy? Con chó Ừ? chắc không buồn nhưng mà nó không thay nhà đâu. À. Nó ngủ kia rồi. Ồ. Ôi, nóng quá. Rồi, Vâng. Vâng. đi vào đi. Vâng. Đấy, đi vào nhà đi. Ồ. Em gái này đang làm gì đây? Vâng. Vú mặt múc Hả? cản thành các bạn. Mà lại gió mà chỉ bùi mà. Không sao đâu mà, cứ sao đâu mà, cứ để cho em ăn ti đã, đấy. Cứ để cho bé ăn ti đã, ôi rồi. Chỗ này có quả bí nhiều đấy. Vâng, bé ngu thì À, bé có. ngô là có quả bí à. Vâng. Hôm nay Quỳnh với lại Mìn đi đâu hết rồi? Không biết lúc em bị ngu về thấy như À, hai vợ chồng nhỏ là bây giờ quyết tâm ra ở chỗ bên này là chỗ mái hiên của bác ạ. Đây, chỗ mái hiên của gia đình em ở đây. Bên đây vẫn có dây điện mà đi chị qua này. gì Đấy, nhưng mà mẹ là không cho lấy đi vào đây cả. À, ăn cơm xong hết chưa? Hai vợ chồng ấy. ăn dạ Ăn rồi à? vâng Ờ. Em gái thì ăn cơm chưa? Hả? Ăn rồi à? Rồi, anh hỏi thì cứ trả lời đi, không phải ngại đâu mà nhá. Đấy. Này là đang đun nước để làm gì đây? À, đun nước để uống à? Ui, vào trong này nóng thế. Chắc là toát hết cả mồ hôi rồi mà hai vợ chồng ấy. Ui, thật sự ra là vào trong này nóng thật cô bác ạ. Mái hiên trên này thì nó là một cái mái mà rất là thấp đây, rất là thấp. Và trên này còn lập bằng poro thôi. Và trong này thì các em còn là nấu cơm ăn cơm ở đây nữa. Thành ra là cái khí nóng của nó ấy rất là dày đặc. Hai vợ chồng không có bát để ăn à? Ăn bằng tô đấy. Quên. Không. Không à? Vâng. Anh ngủ còn đang ngủ rơm thôi, nó anh bảo là mua đệm ấy còn chưa 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 đây mua nhỉ? Chưa đợi anh. Ồ. Thế hôm nay thì ăn cơm với gì hôm nay ấy? Ăn cơm và ăn rau đây. Cơm với rau á? Thế vợ ăn cơm với gì? Vừa ăn cơm nó cái này cho anh à? Đâu? Này. Thế hết tiền mua thịt rồi à? Vâng, để mua thịt gà hết rồi. À, để mua thịt gà hết á. Vâng. Đấy, không mua một chút thịt lợn, đừng có mua thịt gà nhiều quá, thịt gà thì nó đắt này. Vâng. Mua xem mà đi xuống lợn xem là người ta mua một lợn sạch ấy, xong là mua cho vợ một tí nhá, mua chân giò về hầm cho vợ ăn Vâng. nhá. Thế là hôm nay là vợ cũng ăn đến bún rồi à? Vâng. Ủa, thật sự ra là đi vào trong này rất là nóng của bác ạ, không có một cái máy quạt nào cả. Thế là buổi tối là em ăn ngủ trên này, vợ là ngủ dưới đất à? Vâng. Sao không cho vợ ngủ trên phản này này? Không biết vợ bảo là vợ không ngủ trên này. Vợ không ngủ trên này á?
Quỳnh với lại mìn là đi chùa là đi trả công à? Vâng. Thế còn là mìn đi xem nước xem ruộng hay là như nào? Mình đi xem nước à? Đi xem nước ở ruộng à? Vâng. Hôm nọ anh gửi tiền cho đi mua bình pha sữa, mua chưa? Mua rồi anh. Mua rồi à? Pha cho con uống chưa? Có. Có pha rồi đúng không? Vâng. Rồi. Thế thì hôm nay anh lấy cái bóng đèn năng lượng mặt trời cho hai vợ chồng ấy, nhưng mà ở đây thì bây giờ em muốn để ở chỗ nào? Cái bóng đèn ấy hay là để góc bên này này nhờ? Vâng. Để góc bên này, nhưng mà cái bóng đèn thì để lên trên cái pin năng lượng để lên trên này được không? Trên mái tôn này này. Có sao? Có à? Vâng. À thế thì bây giờ em lấy dao bóc cái đấy ra đi. Lấy ra kia kìa. Lấy ra kia này. Lấy ra đây này. Đấy, để bóc ra ấy. Xong. Mặt sợ ăn tế. Đây, buổi tối thì có cái bóng đèn này vào thì hai vợ chồng là ăn muộn thêm một tí là cũng được rồi. Vâng. Lập gia đình còn quá trẻ cho nên là cái gì cũng còn là rất là bờ ngớ. Khi mà sinh con ra là cũng có một đồng tiền ở trong túi cả. Đây thì là Quỳnh thì là do là khi mà bố của em ấy, cô bác, bố của em là em ấy ra đi rồi, cho nên là tâm nguyện cuối cùng á chỉ muốn nhìn một người con dâu là về đến nhà gia đình của mình. Dao kìa, cái dao kia ra rách đi. Vâng ạ, nặng đau thịt. Ấy, cẩn thận tay nhá. Vâng. Cứ xé ra một mạch đi. Tại vì ở đây này. Cứ cắt ra này, cắt ra này. Cắt hết đi, đây. Ôi, dao này sắc thế. Dao này mới mua à? Vâng ạ. Vậy cứ bóc hết cái đấy ra đi. Cái này thì cứ xé thì cái này không có không liên quan rồi cái này. Rồi. Từ nhá. Rồi. Anh em mình đi ra ngoài kia lắp đi, ở đây nóng quá rồi. Không chịu nổi rồi. Đấy, lấy ra ngoài này. Trong nhà này thì là nóng quá của bác ạ. Ôi, bí nhiều đấy nhở. Vâng. Lấy ra để ở góc đây này, để lấy đã thắp đi. Để tạm lấy đã. Mẹ thì vừa rồi đi đâu rồi? Mẹ đi bẻ ngô dạ. Đi bẻ ngô đi trả công hay như nào? Đi trả công thôi ạ. Lấy dao này, con dao này. Xách hết băng dính ra đi. Vậy ở đây thì cháu được cho các bác là xem phần phía bên ngoài này các bác này. Ở rất là thấp các bác ạ. Mái tôn này thì cũng rất là thấp này. Vào trong này thì phải nói là các em còn dùng một cái bếp củi ở trong nhà nữa. Cực kỳ mà nóng. Thôi bỏ hết ra đi. Được không? Thế bây giờ thì cháu Lực sẽ cho em ấy bóc ra để một tí nữa cháu Lực sẽ chỉ em ấy lắp của bác nhé. Chứ em ấy không biết lắp đâu.
từ từ đây, bốc là bốc ở đây này. Đấy, lấy cái dao cắt đây này. Rồi. Dao cắt đây. Đấy. Cắt ra. Dao cũng sắc quá. Bỏ ra đi, bỏ ra hết đi. Đấy, bỏ ra một bên xong rồi bỏ cả cái tấm kia ra nữa. Cái này vứt vứt xuống kia đã. Rồi, cứ vứt xuống kia. Đấy, cái này đặt đặt ra ở ngoài này. Đặt ra đây, xong rồi bỏ tấm kia ra cho anh nữa. Đấy. Ừ, đâu về ấy? Xem nước ruộng về. Xem nước ở ruộng à? À, đây, à, để một lời chào tới các bạn. Con xin chào các ông, các bà, các cô, các chú ạ. Thế là vừa rồi đi đi xem nước ở ruộng về à? Vâng. À, em biết lắp cái này không? Em không anh ạ, em không chưa à. Lắp rồi. Thế hai anh em hộ nhau lắp một tí nhá, để anh chỉ cho nhá. Vâng. Em bỏ cái này ra lắp đi. Ba anh em thì là mặc dù là mẹ nói em quỳnh như thế nhưng mà ba anh em vẫn rất là thương nhau các bác ạ. Mình thì là còn là đi ra ngoài làm thuê về để mà đưa tiền cho em Quỳnh để em ấy đi mua bỉm này, đi mua bỉm cho con đấy cô bác ạ. Đấy, bỏ ra đi, bỏ hết cả cái đấy nhá, ở trong ấy, mình chỉ lấy ở trong thôi. Rồi mình lưu xây tăng, lưu xây tăng kiểu ở trong một tàu. Đấy, bỏ ra. Xong là cái tấm này là phải treo để lên trên nóc này nhá, để đến trên này này. Vâng. Để đến trên nóc này. Có thang này lên không? Không, chắc là để trên này cũng được. À, để trên này không xong, kéo dây đi cũng được này. Vâng. Bây giờ thì lấy cái đinh lắp này này. Đây. 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 Quay lại, quay ngược lại, quay ngược lại. Quay ngược lại, quay ngược lại. Quay ngược lại. Đấy, xong là tí dùng đinh lắp này này. Xé cái kia ra. Hả? Xé cái này này. Đấy. Xong là dùng cái này này, dùng cái đinh này. Cái này là lắp ở ngoài, cái này là ở bên ngoài nhá. Ừ. Xong là cái đinh này thò từ bên trong ra để vặn nhá. Ừ. Đinh này nhá, đấy, thò từ bên trong ra, xong là dùng cái này để vào lỗ này vặn nhá. Vâng. Đấy, chỉ cho em Quỳnh em lắp đấy. Đấy, lấy cái thò từ bên đây ra. Có thò được không? Nó có một đinh, nó có một chỗ để lạp vặn vào đúng không? Ừ. Quý xuống xem. Quý xuống xem. Phú rừng tạo dụ. Bé quá. Trong nơi á. Hả? Sao lại bé được? Quá không được. Đây anh xem nào. Anh cứ thử xem. Cứ lấy lỗ bên kia. Đây là cái gì? Đụng đi. Đụng cái này ra đi. Đây cái đinh đấy được bên này đi có được không? Đúng rồi, đây cái đinh không có đinh này không được đâu. Bên này được chưa? Vặn được chưa? Vặn đi. Đây vặn đi đây. Bỏ đây xong vặn. Đấy. Đấy bây giờ lắp cái bên này vào ra. Xong rồi một tí mới vặn được ấy. Vặn được chưa? Đây này. Đây này xem nào. Đấy cho vào đây này vặn này. Cho vào đây này. Cho vào đây này. Đấy, vặn vào. Quá thật tà rồi. Lắp thì rất là đơn giản thôi cô bác ạ, các em thì là chưa lắp bao giờ thành ra là khó lắm. Vặn được chưa? Đấy cứ vặn thế. Lỗ của mình thì hơi lắp khó nhở chỗ đấy. Em Quỳnh tìm một cái đinh về đây, xỏ xỏ cho đây, cho nó to ra. Một cái que. Vâng. Được chưa Quỳnh? Được chưa mình? Chưa anh ạ.
nè. Tàu này. Được không? Được anh. Này thì có vẻ lắp hơi khó một chút. Xong là một tí nó lắp cái pin kia vào. Còn là mấy cái này thì cất đi, cái này thì mình không dùng đến. Ừ. Mình để trên nóc thì không dùng đến cái đấy. Vâng. Ở trong nhà thì có rồi thì anh không lắp nhá, trong nhà ấy. Vâng. Trong nhà có điện này. Vâng. Nhưng mà dù là ở đây là có điện này chạy ra đây này. Nhưng mà mình bảo là em Quỳnh bảo là mẹ không cho kéo vào đây quá. Tại vì mẹ đang không thích được cho nên là mẹ không cho. Cái dây điện này có rất là nhiều này. Bạn chặt chưa? Xong là bỏ dây ra nhá, mình rồi, bỏ dây ra. Đấy, bỏ cái dây ra. Cái này mình để cái góc nào mà để cho nó hứng nắng ấy, hiểu không? Vâng. Nó cho thẳng đường thì chỉnh cái kia. Ừ. Chứ còn nó nắng thì chỉnh rồi nè. Bây giờ thấy này, xong rồi dùng cái này để lên trên tôn đi, xong rồi kéo dây điện vào. Đấy, mìn là để chỗ nào Quỳnh? Để chỗ nào đấy, hai anh em để trên mái tôn lên này. Cho sang sáu. Ai nó sẽ? Đấy, để lên trên này này, đây, để ngay trên này này. Vâng. Cho sang sáu luôn này. Nó ra thắm đủ. Vậy vừa rồi thì là ở phía bên ngoài thì là cũng đã lắp xong cái phần năng lượng mặt để cho cái phần cái pin năng lượng của bác. Còn là bây giờ thì là chắc là phải lắp ở trên này rồi. Em dùng đinh không thì nếu mà để được ấy thì để chèn đi rồi. Xong không phải đóng rồi, chèn kia, dùng cái này này. Ở đây nó có cái vẽ mà, đây này. Đây này, bẻ cái này lên này. Đấy, bẻ lên, đấy, xong rồi dùng cái đấy để mà luôn vào cái khe. Khoa thì xong rồi, khoa chậm, chung nữa. Cái khe cây kìa. Nó đổ này, thế mình chỉ gì. Khoa nữ dầu. Đổ dầu cho khoa. Mình chỉ có hụ. Lũ là nó lăng thật ấy. Nó xa ổi chậm. Đấy, đúng rồi, hiểu không? Một cái chậm à. Nhưng mà phải bẻ ra một tí. À. Mới vừa, chứ không bẻ ra là không vừa. Sao nó chinh chi vậy chứ? À, sao nó xa hụ là. Không thì em bỏ vào đây này, không thì em bỏ vào đây xong rồi lấy cái dây. Dây không? Có dây kia không? Buộc cái kia lên. Dây này, đấy, xong rồi dây buộc cái đấy vào đây. Thì là mình để giữ lên này. Ok. Cầm đi. Số ký tao khoa sổ đi tao, khoa cầu lên. Nó mỏng cái. Mấy hôm nay ở làng này thì là có ai còn thuê gì làm nữa không hả mình? Không anh ạ, bây giờ thì à. Bây giờ đây là không có việc gì làm rồi nhỉ. Vâng. Thế thì tiếp tục lại lại đi với anh nhé. Vâng. Tiếp tục đi với anh để anh giả công cho. Vâng. Ở đây thì là gọi là anh chỉ là người rủ em đi làm công thôi. Đấy. Còn người giả lương là hai chị Nguyệt Thúy là sẽ giả cho em. Vâng. Đấy, như vậy thì hai chị cũng tạo công ăn việc làm cho em. Mình thì Quỳnh thì thấy mình thấy bóng điện năng lượng mặt trời này bao giờ chưa? Rồi anh ạ. Rồi à? Ừ. Này nó như bóng điện ở nhà sử ấy. Ừ. Thế này ấy. Thì hai vợ chồng mình với lại Quỳnh với lại vợ ấy là mẹ bà không cho dẫn điện vào cho nên là mua cái giấy mua cái bóng đèn này về cho hai em mới dùng. Thời tiết thì ở bên ngoài là nóng 30 đến 40 độ C của bác ạ. Mà hai vợ chồng thì sống nhờ ở chỗ phần mái hiên của nhà mẹ thôi mà mẹ cũng không có muốn để mà cho ở công nữa. Vừa rồi thì cháu Lực đi vào bác thì là thấy em Quỳnh em mới kể rằng là mẹ bảo là cho ở đây chỉ một tháng thôi. Một tháng sau là đuổi không cho ở đây nữa. Buộc xong chưa ạ? Xong chưa? Mình đang đi lấy gì ấy? Lắp xong rồi đúng không? Đúng rồi. Thế thì dùng cái
mày cái kia cất đi, xong rồi dùng cái điều khiển nó ra đây, xong rồi vâng. Xem nó lên chưa. À, những cái ốc vít ấy thì để hết gọn vào nhá. Vâng. Vì là cái này mình không phải là bắn vào tường cho nên là mình không dùng những cái đấy. Đấy, nhà các em thì là bằng gỗ thôi cho nên là chỉ, thứ nhất là dùng đinh đóng vào, thứ hai thì chỉ có dùng dây để mà buộc lại thôi các bác ạ. Tóc thì thành năm nay thì mới có 17 tuổi thôi, tóc thì đã bạc hết rồi này cô bác này. Bạc như người già rồi đấy. Đây, vừa rồi là sắp xong rồi đúng không? Bây giờ em bỏ cái điều khiển ra đi. Đấy. Lấy pin, pin nó ở đâu? Pin. Ừ, lấy pin nó lắp vào. Nó có phải hai cái này không anh? Đúng rồi, lấy lắp vào. Anh chưa cắm điện mà. Cắm dây điện nào. Cắm dây điện nào. Đấy. Lấy vớt lên trên cao kìa. Từ trên cao xuống kìa, dây điện đấy. Luồn từ trên cao xuống. Từ đây này, từ đây. Đấy, luồn từ trên này xuống này. Đấy, cứ luồn từ đấy ra đi. Đấy. Thật lực nhìn thấy là để cái này này, cô bác này, để cái tấm bạt trên này càng bí hơn. Đấy, em thì cắm vào xem nào được chưa? Nó có cái khớp ấy. Thấy cái khớp của nó không? Có. Thấy chưa? Chưa phải rồi, trên kia nó không sáng. Đấy, được rồi. Đấy, xoay gen vào, lấy cái gen nó xoay vào. Cái gen của nó ấy, cái này này. Cái này này, lại xoay vào đây. Đấy, xoay vào đây này, đấy, xoay xuống, nó mới chắc được. Đấy, lên chưa? Đây, hiện tại thì cái bóng đèn năng lượng mặt trời cháu được mua lên đấy thì bây giờ nó đã có điện rồi các bác nhé, nó đã sáng rồi. Đây ở đây thì nó đang nạp điện này, được chưa? Chắc được. Lắc phải. Mình thì vừa rồi là hộ lắp xong là em ấy lại chạy đi có việc rồi các bác ạ. Cái tủ ấy là trong ấy là tủ đựng cái gì đấy à? Chua, Amin. Ừ. Cái tủ này là tủ đựng cái gì đấy à, Quỳnh? Tủ để quần áo ra. Để quần áo à? Vâng. Đây là ai cho? Hay là tự mua về? Lưu lấy vợ thì bố mẹ của vợ mua về đó. À, bố mẹ vợ mua cho à? Vâng. Đấy, được rồi. Đấy, thì sao được thế thôi. Bây giờ thì lắp cái pin vào đi. Cái pin nó mở nào anh? Pin nó mở như nào đây? Đây này, cạnh như này nhá, sau nhìn á, cạnh như này nhá, đấy, xong rồi lắp vào. Biết lắp không? Biết lắp chưa? Nào anh chỉ xem nào. Cái đầu này là đi xuống cái này này. Đấy, đấy ngược lại. Đúng không? Đấy, đẩy xuống. Đấy, đẩy xuống, xong rồi đóng nắp đi vào. Đấy, được chưa? Bây giờ thì em thử dùng bấm nó lên chưa? Bây giờ bật nhá. Anh chỉ nhá. Bật nó là nút on này nhá. Vâng. Được chưa? Được. Bật là nút on này nhá. Bật. Vâng. Bật lên sáng nhỉ? Bật xem nào. Bật đầu bên này cơ mà. Đấy, sáng. Ra đầu xoay xoay bên này cơ mà. Cái này nó phải lên trên này thấy không? Thấy con mắt của nó không? Con mắt của nó lúc nào cũng nó cũng phải hướng lên cái đèn. Vâng. Đấy, bây giờ là sáng rồi đúng không? Còn là bây giờ nếu mà muốn sáng mạnh thì là bấm dấu này nhá. Dấu cộng này nhá. Vâng. Muốn sáng yếu thì bấm dấu trừ nhá. Vâng. Còn muốn sáng 3 giờ thì bấm số 3 nhá. Vâng. Một sáng 5 giờ thì bấm số 5 nhá. Một sáng 8 giờ thì bấm số 8 nhá. Được chưa? Vâng. Chỗ này là bật nhá. Chỗ này là tắt nhá. Em thử tắt xem nào. Đấy, giờ thử bật xem nào. Đấy, rồi. Đấy, tối thì hai vợ chồng là có đèn để mà dùng rồi đấy. Vâng. Cái đèn điều khiển đấy thì cất gọn vào nhá. Vâng. Rồi. Thế bây giờ em lại ra ngồi với vợ đi. Cứ bật đi. Bật đi. Bật cho nó sáng đi. Vâng. Đấy, ban ngày thì cứ bật cho nó sáng cho nó xem cái lượng sáng của nó một chút. Đấy, ngồi với gần vợ kia một tí này. Đấy, những lúc mà hai vợ chồng ăn cơm đấy các bác ạ, chỉ có là ăn cơm là dùng cái đèn pin để ăn à? Vâng. Em bé thì đang ngủ ngon quá nhỉ? Gái buổi đêm thì bé có khóc không?
không ạ. Buổi đêm em không khóc à? À. Buổi đêm thì không quấy gì đâu chứ. Buổi đêm ấy, bây giờ đỡ hơn trước chưa? Đỡ hơn rồi ạ. Đỡ hơn rồi à? Vâng, nhưng mà không bờ điện, bờ điện của điện thoại thì nó cũng có. Không có điện, không có. À, không bật, không có điện là nó khóc á? Vâng. Ồ, thế là tối nay là có cái bóng đèn này rồi. Ôi dồi ôi, nhìn em ấy sao nhìn toát hết cả mồ hôi đấy nhỉ? Em gái có thấy nóng không? Có. Có à? Ừ. Nóng nhưng mà cũng phải ở thôi nhỉ, không có chỗ nào để ở nữa. Nhà thì là mẹ là không cho để ở rồi. Nhưng lúc mà Quỳnh không ở nhà này thì là mẹ có nói không? Có. Mẹ có nói à? Ừ. À. Thế là vừa rồi anh từ kia vào thì là mẹ nói là chỉ cho ở trong tháng này thôi à? Vâng. Cái tháng này là cho hai vợ chồng là đi ra ở chỗ khác à? Vâng. Thế nhưng mà bây giờ ruộng nương thì là đã chia từ trước rồi à? Vâng, lúc bố ở thì bố chia cho rồi. Lúc bố còn sống là bố chia hết rồi á? Vâng. Rồi, nếu mà như nghe theo lời mẹ là để ở nhà đấy cô bác, là em Quỳnh em không có kiểu không có cương quyết để mà đi xuống dưới cô bác ở đây thì là một phần thì cũng một phần là cũng cháu lực tác động vào, tác động vào là em Quỳnh bảo em ấy bảo là hai vợ chồng cho dù thế nào thì phải là ra trạm xá để mà đẻ thì là cách tốt nhất. Đấy, nhưng mà do là không nghe lời mẹ thành ra là mới đến cớ sự như thế này này cô bác này. Thì rất là mong bây giờ thì hiện tại là Quỳnh nói là mẹ là cho chỉ ở đây tầm một tháng thôi. Đấy, không biết là một tháng sau thì hai vợ chồng trẻ sẽ đi đâu để mà ở nữa. Cái đấy thì hiện tại là cháu Lực vẫn chưa có biết. Cũng chỉ nghe Quỳnh nói rằng là đi lán để ở. Một là đi lán, hai là dựng một cái lán để mà ở cho hai vợ chồng là ở thôi. Phải nói là rất là tội nghiệp cho hai vợ chồng còn quá trẻ. Bây giờ thì tất cả mọi việc thì là mẹ là muốn là nghe theo lời mẹ đấy, nhưng mà do là các em không nghe lời mẹ của bác ạ, lại nghe cháu Lực bảo là đi ra trạm để mà đẻ. Đấy, thành ra là không đến trạm mà đẻ ngoài đường luôn, là mẹ cũng không cho ở. Đấy, bây giờ là ở đây, chỗ này là cương quyết ở của bác nhá, cương quyết là ở. Các em vào rồi mẹ cũng không, mẹ là chưa dám ném chăn ném áo ra ngoài. Đấy, nhưng mà nếu mà các em ở lâu như vậy thì sẽ dần đến là cái sự việc như thế để mà như thế xảy ra đấy cô bác ạ. Quỳnh thì bây giờ là vợ bắt đầu khỏe rồi, hôm nào nếu mà đi làm được với anh ấy thì là anh gọi xong là đi với anh nhá. Vâng. Đấy, trong thời gian này thì là em chưa đi được ấy, là mình đang đi với anh. Vâng. Đấy, được là hai chị Nguyệt Thúy là giả lương cho. Vâng. Đấy, ngày hôm trước thì mình đi với anh có giả cho mình là 200.000, thì thấy là mình có nói với anh là về nhà thì mua cái tiền đấy để đưa cho em đi mua bỉm cho em bé đúng không? Đúng. Đấy, ba anh em thì không có chuyện gì xảy ra cả cô bác ạ, chỉ có mỗi là mẹ thôi. Thế từ trước đến giờ thì mẹ đã mua cái gì cho em bé chưa? Mẹ có mua quần áo hay là khăn quấn gì không? Không. Không mua à? Vâng. Nên là hai vợ chồng nó nọ anh gửi tiền cho là khác đi mua hết à? Vâng. À. Đấy thì hôm nay là anh lên đấy thì anh lại gửi tiếp là cái phần quà hôm nọ của bà Vương Kim Thanh là gửi tới cho hai vợ chồng. Vâng. Đấy, biết rằng là hai vợ chồng là những cái lúc mà ăn cơm như này này thì dùng cái bóng đèn năng lượng mặt dùng cái bóng đèn pin điện thoại thôi. Nếu mà như lúc pin điện thoại hết thì là mình đi sạc ở đâu? Có lúc thì cũng được sạc ở nhà này. Lúc thì được sạc ở nhà. Vâng. Thế còn có lúc thì mình đi đâu sạc? Xuống dưới anh kia sạc. Là sẽ đi mình đi sạc nhờ đúng không? Vâng. Thế là ở đây là bát cũng không có à? Mẹ không chia cho bát à? Không. Ôi. Bát thì nhìn thấy là có muối là hai cái thôi cô bác nhá. Một cái ở bên kia này và một cái ở bên này thôi. Đấy, còn là cái tô to cái thì cháu được nhìn thấy là có 4 tô. Còn nồi thì là anh thấy là có một cái thì mới mua à? Vâng. À, thế còn ba cái còn lại này là đi ra để lấy à? Ra nhà để lấy à? Vâng. Chỉ ở trong này độ tầm là 4 đến 5 phút thôi là cháu Lực nhìn thấy là cháu Lực đã cảm nhận được rằng là một như kiểu là một cái lọc luôn cô bác ạ. Thế mà các em mà vẫn
À, ở được. Ở nóng thế mà còn vẫn còn đắp được chăn này nhờ. Đấy thì hôm nay là anh lại gửi tiếp tục là gửi cái phần quà của bà Vương Kim Thanh cho thì hai vợ chồng gửi một lời cảm ơn cũng như là một lời chúc sức khỏe tới bà nhá. Vâng. Đấy, Quỳnh là chồng thì Quỳnh nói đi. Con xin chào bà Vương Kim Thanh. Vương Kim Thanh đã gửi bóng đèn năng lượng mặt trời. Bóng đèn năng lượng mặt trời cho hai vợ chồng. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Đấy, bây giờ thì em gái thì nói được tiếng phổ thông một chút đúng không? Em gái em gửi một lời cảm ơn tới bà nhé. Thôi. Cảm ơn bà trong thời gian qua bà đã giúp đỡ. Đợt đầu thì bà là gửi cho hai vợ chồng là 3.750.000 đúng không? Đúng. Đợt thứ hai thì là bà gửi cho hai vợ chồng là hơn là 2 triệu hay là 3 triệu ấy. Thì là anh mua thức ăn xong lại gửi lại cho mình là 800 bao nhiêu đúng không? Đúng. Đấy thì đợt bây giờ thì cái bóng đèn này là vẫn là bà mua cho nhá. Đến bây giờ thì đến hôm nay thì cháu Lực mới gửi được cái phần quà của bà Vương Kim Thanh hết cho hai vợ chồng. Thì có thể là bà sẽ nói cháu Lực là về hơi chậm chạp một chút của bác. Đấy, nhưng mà cháu Lực cũng không có muốn điều này cả. Vì rằng là người ta giao bóng đèn cho cháu Lực chậm cho nên là cháu Lực liên lạc cho hai vợ chồng là chậm. Đấy, tối nay thì là hai vợ chồng là có cái đèn để mà dùng rồi nhá, không phải dùng đèn bằng điện thoại nữa nhá. Vâng. Còn là cái đèn nó bị như nào thì lại bảo anh nhá. Vâng. Lối nhà thì bảo anh để anh đem đi biết đi sửa nhá. Vâng. Đấy, còn là nấu nướng như này này thì là phải cẩn thận một chút nhá. Vâng. Đừng để mà nó gần rơm này quá. Đấy, ngủ là trên rơm này thôi. Nó bén là rơm là cháy luôn đấy. Vâng. Lúc mà nhất là con nhá, lúc mà vợ bảo vợ là vợ đi ra ngoài là đi vệ sinh đi giặt quần áo hay đi làm cái gì nhá. Vâng. Đấy, thứ nhất là cái vệ sinh cá nhân của mình này là trước khi đi là phải xem củi, xem lửa đàng hoàng nhá. Vâng. Đừng để cho nó bén ra ra rơm ra chăn màn một chút chứ không là có khi là mình hối hận không kịp đâu đây nhá. Vâng. Đấy cái đấy là cái điều mà bây giờ là quan trọng nhất là cái điều ở đấy, chứ ở trong này thì là thật sự ra nó rất là hẹp của bác ạ. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi ra ngoài để cho các bác xem là chỗ góc của hai vợ chồng ở như thế nào. Đấy, bây giờ thì em tắt cái bóng đèn này đi. Vâng. Đấy, buổi tối đấy, buổi tối thì là bật là được rồi. Đấy, buổi tối thì cứ thế mà bật lên nhá. Vâng ạ. Còn là mấy cái hộp này thì không dùng đến thì là cũng vứt đi nhá. Vâng. Đấy, hai vợ chồng này của bác này, đâu đó là ở bên ngoài nhìn là nó rất là hẹp của bác ạ. Quần áo, chăn, quần áo thì mọi cái là treo ở đây khá là... Ôi dồi, chỗ này thì có vẻ như hai vợ chồng dạo này dùng bếp củi nhiều hay là đen hết rồi ấy nhỉ? Vâng. À, tối nấu cơm ở đây nhiều quá nhỉ? Vâng. Tối đi hộ người ta mấy giờ thì lại về? 5 giờ. Đến 5 giờ về à? Vâng. Đến 5 giờ là về mới nấu cơm cho vợ à? Vâng. Đây là Quỳnh là nhường thức ăn cho vợ. Là Quỳnh là chỉ ăn rau của bác ạ. Còn lúc anh gửi tiền cho đấy thì đi xuống cái chợ kia để mà mua một chút thịt, một chút thà lên nhá. Vâng. Con thì anh biết là chỉ trong khoảng thời gian này thì là mấy mổ gà cho để ăn là nhiều thôi đúng không? Đúng. Đấy. Nhưng sau một thời gian nữa là các em sẽ chỉ ăn là cơm với lại rau đúng không bác ạ? Rất là tội. Đấy, có lẽ là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video đấy thôi bác. Và rất là cảm ơn tất cả cô bác, anh chị đã yêu quý cháu Lực cũng như là những hoàn cảnh cháu Lực đang đi chia sẻ. Rất là mong sẽ nhận được thêm sự trợ duyên và sự yêu quý và sự đón nhận của các bác dành tặng cho những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ hiện tại. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Vâng, xin chào tạm biệt các ông các bà các anh các chị. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi
thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.